Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của em Định. Hiện tại thì em Định đang có mặt ở công viên Ngô Mây thuộc thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Hiện tại thì ở công viên Ngô Mây á, là có nguyên một cái chợ hoa Tết luôn đó các anh chị. Hoa rất là nhiều và rất là đẹp luôn. Bây giờ em Định sẽ quay xung quanh công viên Ngô Mây để các anh chị cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những đóa hoa ở đây nha. Rồi, em vừa dẫn các anh chị đi dạo một vòng ở công viên Ngô Mây, thị trấn Ngô Mây, tỉnh Bình Định. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi video của em Định và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.